Đó, rồi anh hai ra kìa, mẹ với ba muốn nói gì nói lẹ đi. Nói gì nữa? Nói cha nè, mẹ nói với cha là giờ nói với anh là hai đi. Đi gì nữa mà đi, thôi nhà mẹ còn có gì ở nhà phụ chăn nuôi với cha nè. Trời ơi, có hai con dê, ba mình ba làm không hết nữa. Sao mà nói từ, mà từ từ. Nói mà cứ cãi quýnh một cái thì chết bây giờ. Mày thấy ông mày nói mày đi gõng nghẹt mũi từ nãy giờ đó, mày thấy không? Làm kiếm vốn gì làm ăn mà phải đi chơi đâu mà lo. Thôi đúng đi làm xa lắm ông ơi, cũng muốn làm ở trong nước mẹ, rồi đi làm qua làm nước của người ta khó lòng lắm. Thôi đâu khó, con làm rồi cũng chưa làm. Bây giờ quyết định là ở nhà rồi vậy đi. Không có đi. Chuyến này con phải đi đó, con đi là con đi. Đi đó, đi con... mày ngon mày đi, tao chặt tay chặt chân mày khỏi Campuchia chặt cũng vậy à. Mày chặt gì mày chặt. Ừ. Tối nay ăn đi luôn vậy. Tối nay mày đi mày ngon. Chặt tay chặt chân mày như người Campuchia vậy đó, khỏi đi ở nhà với mẹ với cha rồi. Rồi nhà cái tiền bạc đâu mà xài. Tôi lo cha. Lo mày lo, giờ kiếm 5-10 triệu một túi, giờ một túi là 2.000, 5.000, 10.000 cũng không có nữa. Rồi chưa con ở nhà, ở nhà thì tiền đâu con xài. Thì tiền con cho ba công mẹ việc làm. Lấy ngồi ở nhà con xin tiền ba với mẹ hoài. Thôi con không xài tiền không đâu, con ở nhà cho khỏe không. Kiếm công chuyện gì đó, hợp với mình làm. Dưới quê này không có công chuyện gì làm chứ. Công nhân đây là 1 tháng 5 triệu làm một tháng làm 30 ngày. 6 tháng 8 giờ tối. Ôi, công nhân thì cực rồi. Thôi ở nhà với ba với mẹ đi, đi rồi ba mẹ buồn gầu nữa. Bây giờ hai đi qua đó hai có tiền nhiều nhưng mà đổi lại là hả là ba lo mẹ lo sức khỏe mẹ lo nè đó. Cái đó mới kiếm không được đó. Còn tiền ở đây á như 1.000 đô đi thì ở bên đó làm một tháng thì ở đây mình làm một năm cũng ra 1.000 đô vậy. Nghe em nói chưa? Tới lúc người ta vô, người ta kiếm, người ta đòi nợ đó, rồi ra nói với người ta hẹn tháng dựng tiền hẹn người ta. Hẹn tôi năm này qua năm nọ hả? Rồi người ta chửi đầu với cổ như bà. Thì nợ thì bây giờ từ từ nó cũng trả hết à. Rồi bây giờ hai đi nè. Có mẹ, có thằng con trai à. Có mình ba mình mẹ à. Mày đó, rồi lão qua bển có chuyện gì ở đây hả? Rồi ba mẹ sống sao? Rồi mày với bé My ở nhà làm chi luôn? Ở nhà đi. Rồi để em kiếm tiền á, anh về em cho tiền nè. Nuôi cá giống nè, rồi nuôi cá kẽn nè, rồi kêu gọi bà con người ta mua, người ta ủng hộ cho. Đi có mấy tháng mà đi đâu đâu mà lo trời. Nghe lời Hải Ca, nghe lời ba mẹ luôn đi. Rồi em nó cũng cho đi. Con Hải Ca nó cho vốn nè, mua cá cá gì đó, cá kiển cái gì đó. Thần nó ăn lo không sao. Ở nhà đi rồi em kiếm 5 triệu em cho rồi. 5 triệu là nuôi cá được rồi. Chứ bây giờ qua bên đó nè, đó trên báo người ta kêu là ha mẫu thận nè, mẫu đùi nè, mẫu đích nè đó, người ta bán, người ta quýnh, người ta chích điện rồi đó. Đó mà làm được không được cái này là trên báo đăng thì chứ bộ làm như con sợ quá vậy. Nói chị chồng bả lo phần nào thôi chứ phải tất cả các người ai qua bển cũng bị như vậy đâu. Thôi quyết định đi ở nhà định đi đó. Thì bây giờ con cũng nói hết lời mẹ khuyên đi đó. Bây giờ con nói anh hai không nghe rồi đó, rồi ba mẹ tính sao tính rồi nói đi. Rồi còn ảnh muốn đi thì tính gì giờ anh hai không biết định rồi tính gì nữa là tính. Giờ khuyên cỡ vậy thì thôi chứ. Campuchia này nó không có lỗ tai nó sỏ hay gì. Thì cơ sở một kiếm chuyện gì làm, giờ nó không gốn không mấy gì không liếng nữa nó sao. Mấy tháng về không đi lâu đâu mà lo. Được con nhắm được, con tính tình hình ổn mới đi chứ phải tay không ngang ngưng ngáo ngáo chạy theo bánh làm đâu mà ba lại sợ. Đi là tôi thấy tôi lo rồi, tôi sợ rồi. Giờ đi đâu cũng vậy, đi ra khỏi nhà là tôi sợ rồi. Sợ. Đi bển thì nó báo hàng ngày đó, thấy không? Giờ xì ke ma tí bầu hôn cái là đi khỏi nhà là thấy lo. Xì ke ma tí thì không sợ rồi. Sợ nó đây ra nó cũng bán thận bán này kia, nó bán nội tạng gì đó. Đi báo nó băng hoài, đi ớn không? Đó, rồi suy nghĩ kỹ đi, rồi ba mẹ có một lần thôi đó. Có lần mày không để ba mẹ khổ đó. Thì ở nhà người ta không khổ hả? Rồi người ta đòi người ta chửi không khổ hả? Con phải gì thôi, con trai lớn nhà mắc gì con phải ở nhà. Thì con cũng nghe người ta chửi lên đầu trên cổ vậy, con ở nhà con không chịu đi làm. Ủa thì ăn ở nhà làm gì mà không đi làm, để người ta nói này nó kêu hoài. Qua bển là người ta dụ dỗ. Không có ai dụ con hết trơn, con đi con biết chỗ này chỗ kia rồi, con biết đường các thứ rồi con mới đi chứ không tay ngang ra qua đó đâu mà mẹ lo, ba mẹ lo. Thì đi mà cũng ơn thay bà chứ. Cũng có nhiều cô chú anh chị ở bên đó, đó kêu là đừng có đi qua đó, nó ghê lắm. Người ta ở bên đó người ta nói vậy đó. Hai suy nghĩ vô kỹ rồi hai quyết định nha. Ở bển ta cũng rồi về nước, mình ở bên này rồi đi qua.
bển giờ ta muốn đi về nước mà gì cũng không được đó. Ở đâu gì đó con đi có hộ chiếu giấy tờ đàng hoàng hợp pháp mà phải đi đi đường tiểu ngạch hay là vượt biên hôm qua không mà ba sợ cũng sợ cái giấy tờ cũng sợ mà không giấy tờ cũng sợ hô là đi là sợ rồi. Thôi không nói nữa đi á cãi cha mẹ là con hư trăm bề đó con không cãi bà mẹ mà con đang phân tích cho bà mẹ hiểu ơi con nói rồi á lần này ba mẹ tin con đi. Con đi mấy tháng con về à, con làm con lo cho ba mẹ được nhiêu hay nhiêu chứ con không có ở nhà đâu. Thì tin con lần này đi vậy nha, đừng buồn đi mấy tháng vậy buồn lo như biết vô à. Nó quyết định vậy là nghĩ gì nha, tin nó lần đi. Kêu tin một lần đi, dám nghe rồi tin nó một lần. Con còn nhỏ nói thì nghe, giờ nó lớn rồi, tự quyết định được. Giờ nó đủ lông rồi, đủ cánh rồi, nó bay. Cho nó quyết định nó đi, nó bay, đã quyết định gì quyết định đi. Đủ lông đủ cánh rồi, nó muốn đi gì đi. Nhà nghèo cũng khổ. Nhà nghèo thì cũng khổ, nhà giàu thì cũng khổ theo nhà giàu, nhà nghèo thì khổ theo nhà nghèo. Thôi bây giờ anh quyết định vậy rồi thì thôi bây giờ thì cho anh đi đi có gì đâu chứ phiên á nó một hai đồng đi làm sao vợ biết làm sao nghèo khổ hơn nghèo giàu thì nó khổ nghèo phải chịu thôi. Bây giờ anh đi thì giữ anh lại cũng đâu được làm đâu có giữ được xe giữ đâu, giữ trốn đây à cũng mò đi chứ ở đâu mà giữ. Thôi thì bây giờ thôi để con đi xuống chợ kiếm gì mua về đãi cho anh ăn đi thì tiễn ông đi luôn, chia tay ông luôn. Chứ giờ thôi để ông đi vui vẻ đi. Chứ bây giờ mẹ với ba là buồn rồi, ông qua đó ông làm không được gì nữa, mất công nữa. Ok, thôi mẹ vô đi rồi con đi chợ. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng ông bà cô chú và tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của em Hải Trai nha. Thì hôm nay mưa gió cả nhà, thì nói chung là sáng nay á thì có đi chợ mua được ít đồ, ít dao với ít chân gà cả nhà. Nay thì làm buổi tiệc nhỏ nhỏ để mà tiễn chia tay anh hai để anh hai đi qua Cam làm nha cả nhà. Thì nói thì cũng nói hết trơn rồi cả nhà, khuyên cũng khuyên rồi thì anh hai đã muốn đi thì bây giờ giữ lại cũng được mọi người, cũng giữ lại thì cũng vài bữa cũng trốn đi à. Cho nên thôi thì mình cứ làm buổi tiệc đó chia tay để cho anh hai đi bên đó thì mong là mọi chuyện nó thuận lợi cả nhà. Thì bây giờ mẹ em với anh hai đang gửi rau đó. Đây nè, cà tím, cà bắp, còn cái này ớt chuông cả nhà đó, thấy không? Với ba em thì đang nướng mấy cái chân gà qua đây cả nhà đó. Đây đã chưa quá đã luôn rồi. Bây giờ mấy hôm nay nó mưa gió quá nhà, thấy không, đang mưa ngoài kia đó kìa đó, đi cái trời mưa ảm đạm đó. Thì bây giờ thì nói gì cũng nói hết rồi cả nhà, thì mong là anh hai qua đó mọi việc nó thuận lợi đó. Thì em cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm đến gia đình em nha, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ok cả nhà, thì đây là cái mâm chân gà nướng của ba Hải Ca, nó hơi khét khét xíu, bây giờ đang cạo khét cả nhà. Thì mấy cái chân gà này á là hả
làm tiệc chia tay cho anh trai của mình nha cả nhà. Thì nói chung là bữa giờ Hai Ca cũng khuyên hết trơn rồi. Mà mẹ anh Hai đi sao mẹ không nói gì mẹ? Đang buồn rồi nói gì nữa giờ, nói lát rồi khóc á. Làm gì khóc? Thì buồn khóc. Đâu khóc. Rồi mẹ đi rồi mẹ không nói gì cho mẹ không kêu anh Hai ở nhà gì cho nghĩ mẹ cho anh đi vậy? Mẹ kêu rồi. Mày nói nó lát tao khóc á, nó nói cái không sao với mày nói hơi tao khóc á. Ủa ảnh đi bộ con đi rồi con nói mẹ khóc chẳng. Buồn. Đánh đâu buồn đi. Nó nói ở nhà mẹ ơi, ở nhà không thấy mẹ làm gì thôi ra tiền thôi để con đi đi con phụ mẹ. Sao bữa kêu thôi mày đi qua Campuchia mà ở mẹ mới nói đi. Chửi nhỏ giờ nhỏ đi cái buồn. Nó cái cờ nó mới về chứ nó chưa về, còn giờ tao biết làm sao rồi. Nói hoài lá khóc giờ nè, rưng nước mắt rồi đó. Khóc gì đi thì cũng đi thì có đường về mà. Chừng nào đi không có đường về tính sao? Tính gì nữa tính. Rồi chính chưa bà ơi? Không rồi, ông lọt đỏ mắt ông rồi đó. Khói nhiều mắt. Ôi. Ở đây. Thì bây giờ là ba nè. Ba có gì ba nói với anh Hai không? Có gì nói thì cũng nói hết rồi. Bây giờ đi thì cũng buồn. Giờ đi giờ chỉ khuyên là qua bển cố gắng thôi. Khuyên bây giờ ba Hai Ca nói vậy mọi người. Cho đi chứ tối khóc, tối về khóc. Tối về đi cái anh Hai vừa đi xong cái tối vô phòng anh Hai ngủ cả nhà. Bình thường thôi. Tôi nhớ nó quá. Mà khi nó về cho tôi. Rồi tôi nhớ nó quá, Hai Ca nó đi luôn đi hả? Giờ nói dữ lắm, bữa khóc mọi người. Lần đầu tiên anh Hai qua Hai Ca đi qua Cam á. Ở nhà khóc. Khóc sướt mướt luôn. Tại vì thấy từ nào giờ không xa gia đình. Đó chứ mày khóc rồi đó. Bây giờ xa được rồi. Thì giờ nó quen rồi. Ráng làm dành dụm tiền về làm vốn rồi thôi, không đi. Cứ vợ. Không có hứa đi nữa. Dành dụm đồ kiếm tiền cứ vợ. Lớn rồi 30 tuổi rồi. Đi kiếm tiền về đi rồi cứ vợ ở nhà luôn. Thôi, thôi mà đừng khóc mà. Vợ con. Con gì 30 tuổi không lẽ ở vậy hoài. Ok rồi. Bây giờ chân gà xong rồi cả nhà, bây giờ mình dọn lên cái mình mời cả nhà cái ha. Rồi mọi người. Thì cái mâm chân gà của Hai Ca nướng xong rồi nha. Thì nay làm cái tiệc nhỏ nhỏ để mà hả tiễn anh Hai đi qua Cam nha cả nhà. Thì gia đình Hai Ca ba mẹ thì cũng khuyên hết lời cả nhà. Nói tới nói lui thì cũng vậy à. Thì bây giờ thì cứ để cho ổng đi thôi. Chứ bây giờ mà cản không á cả nhà. Thì ông cũng núp đường này, ông né đường kia cũng đi à. Cho nên thôi cứ làm cái bữa tiệc đó. Rồi cả nhà cùng ăn. Rồi làm tiệc chia tay luôn cả nhà. Thì anh trai anh kêu là đi qua đó mấy tháng rồi anh về. Thì bây giờ không có cản được cả nhà. Cho nên là thôi bây giờ cứ ấy ha mẹ. Cho nó đi nè, ăn cái đậu bắp nhớ mẹ. 6 tháng mày tao rầu lắm rồi đó, ăn không nổi đâu. Ăn đi, làm mày về mày đi đâu đó. Ăn gì nói ăn. Không lo, tánh ông y như con nít đó mà. Mẹ, không lo. Đi qua bản là nhớ vô làm, đâu không có đi chơi đâu hết. Đi người ta gạt, ta bán mà. Đi nghe đâu. Tôi dặn không? Đi rồi, lo trời ăn đi. Ăn gì nói vậy ăn. Lớn là nít làm rồi. Cho mày ăn đó. Không ăn thì cầm cho người ta ăn. Buồn cái gì? Hả? Tôi buồn mà tôi coi tối nay có người khóc đây nè. Chạy xa ba. Đó, thì bây giờ cái nhà thì ba Hải Cha cũng nói là cho đi á, nói vậy thôi chứ tối là khóc à, tối là cả nào cả nào để chứ quyết định đi rồi làm sao mà cản, chưa hết khóc rồi nè, ăn vô rồi mới ăn. Nó có vợ có con thì vợ nó con nó lo, cái chuyện này làm đó thì dành dụm tiền gì cứ vợ luôn đi ở nhà luôn, muốn đi nữa tôi lo hết sức luôn rồi đó. Gì thì ông đi thì tôi có yên tâm đâu, không lo á. Ăn cũng không nổi nữa chứ đừng nữa. Mấy ơi. Con mấy cho con vui. Mấy ơi. Ăn sao ăn không được cho đừng chấm. Ăn cho ngon đi. Có bắp bò không? Bắp bò có đường về chứ mình đi chui là ba bánh lắm. Nó bắt là bắp anh luôn. Ăn đi buồn hoài trời thì tiễn cho vui đi chứ. Công an nó có lục giấy tờ gì không? Nhưng nhau ngoài đường thì nó thấy lạ, nó kiểm tra có giấy tờ thôi sao đâu, có giấy tờ.
chiếu đủ rồi. Mẹ có cái hộ chiếu kìa, giữ cẩn thận. Chứ bây giờ đi bắt người ta ăn thẩm cho về nước luôn. Bây giờ đi thì cũng biết khi nào là về nữa, mà không biết khi nào là được ngồi ăn như thế này nữa. Bây giờ anh hai đây là 6 tháng nhưng mà chắc là mình không biết bao giờ anh hai mới về nữa. Thì thôi bây giờ nói thì nói cũng hết lời cả nhà, cản cũng không được. Thì ông muốn đi thì bây giờ để cho ông đi cả nhà. Mà thằng này nó la nó đi nó làm như nó mừng lắm nè, mình đầu thấy mẹ mà nó ngồi nó mừng lắm. Quyết định rồi giờ sao giờ coi nó đi gậu. Dạ, thì bây giờ thấy nha, gia đình túng thiếu rồi thì nó đi phụ đi cha qua mẹ tới mẹ chỗ là đi về mẹ liền rồi. 30 tuổi đầu ở như con nít nha. Mọi người mỗi cảnh mỗi người mỗi suy nghĩ nha. Nói chung là bây giờ ông muốn đi thì thôi để em đi mình nha, chứ bây giờ thì nói con nói tới nó luôn cũng không được gì chứ. Bây giờ cản ổng thì ổng cũng trốn đi nữa thôi nha. Cho nên thôi cứ vui vẻ mà để cho ổng đi. Ngon không? Cái không ngon miếng nào hết.